Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày để đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chấn động Trung Quốc, hôm nay bất ngờ quân đội của Bắc Kinh tạo phản đưa Tập Cận Bình ra khai tử. Thưa quý vị, theo một nguồn tin chính thống từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết, nội bộ của chính quyền Tập Cận Bình đang lục đục, quân đội đứng lên tạo phản. Nguồn tin cho hay, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những bất đồng vô cùng gay gắt. Quân đội của Trung Quốc đang có những phản kháng trước mệnh lệnh của phe chống đối Tập Cận Bình, đặc biệt trong vụ việc chính quyền ông Tập đưa hải quân và rất nhiều tàu chiến, máy bay, tàu khảo sát, giàn khoan tiến ra Biển Đông để uy hiếp và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Điều đáng chú ý nhất là chính quyền ông Tập đã điều quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho điều 1.000 xe tăng bọc thép và quân đội tràn vào Hồng Kông để trấn áp người dân vô tội ở đặc khu Hồng Kông nhằm dập tắt những cuộc biểu tình. Và những hành động trên đã bị chính phủ Mỹ kịch liệt phản đối và Tổng thống Joe Biden đã đặt bút ký dự luật tôn trọng chủ quyền của người Hồng Kông để chính thức phản đối chính sách của Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, người dân Trung Quốc và quân đội của Trung Quốc cho rằng chính sách và đường lối sai trái của Tập Cận Bình vừa qua đang ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế, đặc biệt tốn rất nhiều tiền của, công sức của hơn tỷ người dân nước này. Thêm vào đó, chính sách lấy thịt đè người, ỉ mạnh hiếp yếu với các nước láng giềng trên Biển Đông cũng như muốn biến Hồng Kông thành Thiên An Môn thứ hai đang kích động Mỹ khiến cho chính quyền Tổng thống Joe Biden ra tay mạnh mẽ hơn để trừng trị phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, thời gian vừa qua Mỹ đã tung rất nhiều đòn hiểm để đánh Trung Quốc dập tắt những tham vọng làm bá chủ thế giới của chính quyền ông Tập. Tờ báo của Nhật Bản còn liệt kê một loạt những đòn hiểm được cho là chí mạng, làm cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Và một trong những đòn hiểm của Mỹ đã thực hiện khiến Trung Quốc khiếp sợ cũng như lao đao, đó là Tổng thống Joe Biden đã rất mạnh tay, tung đòn khi hai năm vừa qua, chính phủ của Mỹ liên tục áp thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc, khiến cho hàng ngàn nhà máy của Trung Quốc phải đóng cửa, hàng triệu người dân của Bắc Kinh mất việc làm. Nền kinh tế của Trung Quốc lao đao và tuột dốc không phanh. Chính phủ Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị một cuộc khủng hoảng lớn ập vào đầu. Các báo cáo thống kê mới nhất gần đây cho biết Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử. Đứng trước tình cảnh như vậy, nội bộ của Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Quân đội cũng như các phe phái chống lại chính quyền Trung Quốc đã ngồi lại với nhau để lập kế hoạch lật đổ chiếc ngai vàng của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình để đưa Bắc Kinh về đúng quỹ đạo của nó. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cũng cảm nhận được điều này và cảm thấy sự bất an nên đã đưa ra rất nhiều cuộc họp kín bí mật nhằm trấn an người dân Trung Quốc. Có rất nhiều nguồn tin từ nội bộ Trung Quốc cho biết, trong thời gian gần đây, nội bộ của Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Được biết, các cuộc đấu đá nội bộ vô cùng khủng khiếp dẫn đến nhiều quan chức, tướng lĩnh, quân nhân của Trung Quốc đã phải di tản sang nước ngoài để tránh làm tay sai cho những cuộc đấu đá này. Thưa quý vị, theo một nguồn tin mới nhất được đăng tải trên một tờ báo của Hồng Kông cho biết, quân đội và người dân Trung Hoa đang lên kế hoạch lật đổ và khai tử chính quyền của ông Tập Cận Bình bởi vì những quyết sách của chính phủ Trung Quốc thời gian vừa qua đã làm cho cuộc sống của người dân Trung Hoa ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tờ báo của Hồng Kông trích dẫn lời một quân nhân cũng như một người dân của Bắc Kinh cho biết, những người bán tạp hóa, thịt lợn hay công nhân nhà máy tại Trung Quốc đều cảm thấy sức ép kinh tế dần tăng lên. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài gần 2 năm vừa qua chưa có hồi kết. Biểu tình ở Hồng Kông liên tiếp xảy ra trong vòng 8 tháng vừa qua chưa có hồi suy giảm. Giá thực phẩm thì tăng cao, tình hình Biển Đông thì biến động và tăng trưởng kinh tế thì chậm nhất trong vòng gần 100 năm qua. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang đối mặt với rất nhiều thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và trong một cuộc khảo sát gần đây của hãng tin China Morning Post cho biết, rất nhiều người dân Trung Quốc phản đối chế độ của Tập Cận Bình. Mối lo về chi tiêu phát sinh là rất lớn, rất nhiều người dân nói về việc sống ngày càng khó khăn, đặc biệt là giá thịt lợn tăng cao. Thịt lợn là món ăn chủ chốt của người dân Trung Quốc. Giá mặt hàng này đã tăng chóng mặt từ tháng 1 tới tháng 7. Ví như trong tháng 1 tăng gần 50%, thì đến tháng 7 tăng lên 80%,
khiến nhiều sản phẩm khác cũng trở nên đắt đỏ theo. Người dân ở Bắc Kinh kêu than, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông cũng khiến nhiều người của Trung Quốc ngần ngại sang thành phố này thông qua thành phố Thâm Quyến. Nhân viên hải quan cũng giám sát khách du lịch chặt chẽ hơn. Và theo phản ánh của một chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại nhỏ gần cổng nhập cảnh từ Quảng Đông lên Thâm Quyến, cách đây 10 năm, ông cho biết chẳng có một ai đến đây cả. Việc kinh doanh của chúng tôi thật sự rất là thậm tệ và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Thưa quý vị, Trung Quốc đang đối mặt với những khó khăn chồng chất từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông Tập đang phải chịu đựng thời gian khó khăn nhất kể từ khi lãnh đạo đất nước. Khắp vành đai công nghiệp phía Nam của Trung Quốc, tầng lớp lao động đang phải chịu đựng nhiều áp lực từ những chủ cửa hàng nhỏ ở Thâm Quyến và tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Nam Ninh cho đến công nhân nhà máy ở Đông Quan, và chính ông Tập Cận Bình cũng vậy. Cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ, những cuộc đụng độ nảy lửa giữa tàu của Trung Quốc và tàu của các nước ngoài ở ngoài Biển Đông, cuộc biểu tình đẫm máu ở Hồng Kông, giá thực phẩm tăng đột biến và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua là một trong những vấn đề đau đầu của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và nếu như những vấn đề trên không được giải quyết một cách dứt điểm vào thời gian sắp tới, thì quân và dân Trung Quốc sẽ mất niềm tin vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, và chiếc ngai vàng, chiếc ghế của ông sẽ bị lung lay và chắc chắn trong thời gian tới ông sẽ bị lật đổ. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng thịt lợn ở Trung Quốc diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc vẫn đang rất căng thẳng. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, trong các cuộc phỏng vấn gần đây với hơn 1.000 người tại 3 thành phố lớn của Trung Quốc, thì mọi người đều chia sẻ rằng có một nỗi lo lớn về chi phí sinh hoạt thường ngày của người dân Trung Quốc, và họ đổ lỗi rằng đó chính là do người đứng đầu Trung Quốc điều hành một nền kinh tế chậm phát triển dẫn đến lạm phát cao trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bất ổn không chỉ ở trong nước mà còn đến từ bên ngoài. Tại một vùng biên giới gần Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh đã cho những bước đi bảo vệ đại lục khỏi các cuộc biểu tình và kiểm soát luồng thông tin để tránh tình trạng bất ổn tương tự có thể xảy ra với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin rất là mới được cập nhật vào ngày hôm qua khi tờ báo New York Times của Mỹ công bố một kết quả cho thấy quy mô vỡ nợ của Trung Quốc sắp lên tới kỷ lục. Vụ vỡ nợ đã diễn ra và nâng tổng quy mô vỡ nợ năm nay lên 120,4 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Người dân của Trung Quốc đang mất lòng tin vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp cũng như các doanh nghiệp phá sản cùng với con số vỡ nợ ngày càng tăng cao, mặc dù con số này đã gần bằng kỷ lục năm ngoái là 121 tỷ nhân dân tệ. Dù số vỡ nợ chỉ chiếm phần nhỏ trong thị trường trái phiếu của doanh nghiệp nội địa, tổng là 4.400 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, nó cũng làm dấy lên lo ngại về tác động lan tràn khi các nhà đầu tư khó đánh giá các công ty nào sẽ được Bắc Kinh hỗ trợ. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang phải đi trên dây. Họ muốn thu hồi các khoản bảo lãnh ngầm từ lâu đã bị bóp méo bởi thị trường nợ xấu này. Năm nay, sự lo lắng về gối nợ tại Trung Quốc đã lan ra hàng loạt các khu công nghiệp, từ bất động sản, thép đến phần mềm hay là năng lượng mới. Số doanh nghiệp phải chật vật trả nợ cũng mở rộng từ công ty tư nhân, công ty nhà nước đến mảng kinh doanh của các trường đại học. Thưa quý vị, trong một báo cáo ngày hôm qua, một tờ báo của Mỹ cho biết tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu của các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã lên tới mức kỷ lục 4.5% trong vòng 7 tháng đầu năm. Con số này có thể còn cao hơn nữa do nhiều công ty thỏa thuận riêng với cả chính phủ thay vì qua các trung tâm thanh toán bù trừ. Những con số trên báo hiệu một nền kinh tế xấu đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình và người dân, cũng như các tập đoàn công ty của nước ngoài đang mất dần uy tín với cả chính phủ Trung Quốc. Họ đang lũ lượt rời bỏ Trung Quốc để tìm những vùng đất mới, và chẳng mấy chốc mà chiếc ghế của ông Tập Cận Bình bị lung lay sẽ bị biến mất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, năm 2022 là một năm cực kỳ đen đủi với cả Trung Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng đó chính là nhân quả báo ứng lên đầu ông Tập Cận Bình, bởi vì ông đã gây ra rất nhiều những chính sách sai lầm từ đầu năm tới bây giờ. Khi ông liên tục gây ra những phiền toái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là mối quan hệ với các nước trên thế giới. Điển hình là những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc với Hải quân các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung kéo dài gần 2 năm vừa qua chưa có hồi kết, kèm theo đó là các cuộc biểu tình mang tính chất bạo động.
kéo dài 7 tháng vừa qua ở Hồng Kông mà chưa có hồi kết và tình hình căng thẳng giữa Đài Loan cũng như với cả Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tất cả những vấn đề trên làm cho uy tín của ông Tập Cận Bình giảm sút một cách trầm trọng trong thời gian vừa qua. Và trong tương lai, nếu như ông không có những chính sách quan hệ ngoại giao với nước ngoài cũng như thay đổi các chiến thuật về kinh tế trong nước, thì rất có thể chiếc ghế của ông sẽ bị biến mất trong thời gian không xa. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!